Sau đây là một thông tin đáng chú ý tại Ấn Độ. Bộ trưởng Hàng không dân dụng Ấn Độ cho biết, cảnh sát của nước này đã bắt giữ một nghi phạm vì cáo buộc đe dọa đánh bom một máy bay chở khách. Được biết là cảnh sát Mumbai đã lần ra manh mối thông qua định vị của chiếc điện thoại được sử dụng để đăng tải lời đe dọa đánh bom trên mạng xã hội. Nghi phạm bị bắt giữ là một cậu bé 17 tuổi đến từ thành phố Rajnandgaon, bang Chhattisgarh, Ấn Độ. Cảnh sát cũng triệu tập bố mẹ của cậu bé và người bạn có liên quan để thẩm vấn. Qua điều tra, bước đầu xác định động cơ đe dọa đánh bom của cậu bé là nhằm gài bẫy một người bạn có mâu thuẫn tiền bạc với cậu. Do đó, cậu đã sử dụng tài khoản mạng xã hội X mạo danh người này để đăng tải bài viết đe dọa đánh bom. Cảnh sát cho biết thêm, nghi phạm 17 tuổi, rất thành thạo các kỹ năng công nghệ thông tin. Cha của cậu bé cũng điều hành một doanh nghiệp kinh doanh thiết bị máy tính. Bộ trưởng Hàng không dân dụng Ấn Độ Ram Mohan Naidu cho biết những hành động phá hoại hoạt động hàng không là vi phạm pháp luật hết sức nghiêm trọng, đồng thời lên án mạnh mẽ mọi hành vi xâm phạm an toàn, an ninh của hoạt động hàng không. Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình và đảm bảo thực hiện mọi biện pháp cần thiết để chống lại những hành động phá hoại tương tự. Chúng tôi sẽ truy tìm và trừng phạt thích đáng tất cả những kẻ liên quan đến các hành vi gây gián đoạn hoạt động bay. Trong tuần này, ít nhất 8 chuyến bay của hãng hàng không hàng đầu IndiGo đã bị đe dọa đánh bom. 3 chuyến của hãng SpiceJet, 2 chuyến của hãng Vistara và 4 chuyến của hãng Air India cũng nhận được những tin nhắn trực tuyến tương tự.